Xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay mình muốn chia sẻ cùng các bạn về vấn đề chăm sóc cho bé để bé không có bị cận thị sớm. Thì đa số những bé hiện giờ thì bị cận thị rất là nhiều. Thì mình muốn nhân cái video này để chia sẻ cùng các bạn. Thì khi các bạn mang thai á, thường các bạn ăn những thức ăn vào cơ thể mình á, thì bị ói và các bạn không có hấp thu đủ cái chất cho cái bào thai, cũng như là bé không có đầy đủ dinh dưỡng để phát triển mắt, để mắt sáng. Thì ngoài ăn uống thì các bạn bổ sung viên uống, thì các bạn mình chia sẻ là các bạn nên bổ sung trứng. Một tuần các bạn ăn 3-4 cái trứng. Rồi gan heo, gan bò. Các bạn chú ý là mình không có bỏ qua một cái tuần nào quên ăn trứng. Thì cái bào thai cũng như là khi sinh ra bé khỏe ở trong bụng mẹ. Thì khi sinh ra các bạn cũng cho bé ăn những cái thức ăn đầy đủ vitamin, nhưng mà qua cái quá trình mà bé tập ăn dặm á, lại cũng là không hấp thu được. Thì các bạn có thể là cho ăn trứng qua cái cách là các bạn làm các loại bánh, hoặc là các cái món ăn như súp. Thì các bạn lưu ý là không tuần nào là các bạn bỏ qua là thiếu trứng. Thì trứng là cái nguồn dinh dưỡng mà rất là quan trọng đối với đôi mắt của trẻ. Rồi trong quá trình phát triển thì bé sẽ bị bệnh, cũng sẽ không hấp thu được. Thì các bạn sẽ bổ sung các cái loại vitamin, cũng như là các bạn nói thảo luận với bác sĩ là về vấn đề con mình bị bệnh và thiếu cái vitamin và sợ là mắt của bé sau này sẽ bị yếu, thì bác sĩ biết để bổ sung cái dầu cá hay là cái vitamin tổng hợp mà trong đó có về dinh dưỡng về cho mắt. Thì các bạn biết là khi mà bé ăn dặm á, thì mình thường hay cho bé xem tivi hoặc là xem điện thoại. Thì các bạn cũng lưu ý khi mà bé tập bò, thì các bạn biết là bé hay bò từ cái chỗ mà mình ngồi á, tới cái chỗ xem tivi á, bé bò rất là nhiều lần tới cái chỗ xem tivi. Thì các bạn sẽ hướng dẫn cho người nhà là cái cách chăm sóc bé là nên là đừng cho bé ngồi gần tivi. Thì hồi xưa bé nhỏ của mình á, là một ngày á, mình bê bé khỏi tivi khoảng là 20 lần á, bế bé khỏi tivi khoảng 20 lần, 30 lần á, vì bé cứ liên tục bò lên để xem tivi gần sát màn ảnh không có tốt. Rồi khi mà các bé xem truyện tranh lớn một tí xíu nữa thì các bé xem truyện tranh, thì các mẹ cũng lưu ý coi như là thiếu ánh sáng cũng là bị. Rồi ngồi, cái cách ngồi của bé cũng là không có được ngay ngắn thì cũng sẽ bị ảnh hưởng tới mắt. Thì bây giờ các bạn thấy là những đứa trẻ hiện bây giờ là bị mắt kém. Rồi cái vui chơi vận động của bé cũng hạn chế khi mà bé đeo kính. Thì mình sẽ một mình người mẹ thì không có thể đủ để mà lo cho bé về cái vấn đề đó. Thì các bạn sẽ truyền lại, cho hướng dẫn lại cho người nhà mình cái cách chăm sóc bé, bố rồi ông bà rồi cô dì chú gì đó, hoặc là người giúp việc của mình cũng có thể hướng dẫn lại. Mình sẽ là xuyên suốt để chăm sóc bé, vì khoảng cách 1-2 tháng thì rất là nhanh, mà bé không có hấp thu được đủ chất thì bé sẽ bị là thiếu dinh dưỡng về mắt. Và thường cái độ tuổi mà phát ra cái bệnh về mắt á, là mình thấy đa số là 2-3 tuổi. Thì các bạn lưu ý giùm mình, khi mà 1-2-3 tuổi á, thì thời gian đó á, các bạn tuần nào các bạn cũng phải cho cháu ăn trứng, cũng như là cho các bạn là uống các cháu uống vitamin để khi mà ăn uống, cũng như là cho bé ra ngoài trời á, thì cho đi chơi ngoài trời ngoài nắng á, thì ánh nắng cũng vừa phải để đủ để hấp thụ chất cho bé. Thì đó là cái những cái chia sẻ của mình về cái vấn đề là trứng là cái vấn đề quan trọng nhất. Mình muốn nhấn mạnh về vấn đề là một tuần mình ăn
3-4 quả trứng. Rồi gan của heo, bò, liều lượng thì các bạn có thể là các bạn cho ăn giống như thịt thôi, giống như thịt cá thôi. Thì cho các bé, rồi các bé uống nước thì các bạn đừng nên cho các bé uống nước đóng chai nhiều, mà cho các bé uống nước lọc hoặc là các nước ép rau củ quả thì rất là tốt. Còn các bạn cho uống bộ máy tiêu hóa của bé chưa có được hoàn thiện thì khi đó thì các bạn sẽ xảy ra rất là nhiều bệnh về cái đường tiêu hóa, cũng như là lục phủ ngũ tạng của bé cũng chưa hoàn chỉnh đâu. Các bạn biết là trong cái quá trình mình nuôi con á, thì mình để ý mình thấy á, là cái hệ miễn dịch của bé cũng yếu, mà cái tiêu hóa cũng yếu, đường ruột cũng yếu, thì những cái đó thì các mẹ mình nên lưu ý. Thì khi mà các bạn cho bé ra ánh nắng để phơi nắng hoặc là đi chơi phía ngoài để hấp thụ được chất á, thì đó là một trong những yếu tố để cho bé hoàn thiện. Thì như là ho rồi cảm hàng ngày của bé là những cái vấn đề rất là bình thường của một đứa trẻ. Cảm sốt á, là vấn đề rất là bình thường của đứa trẻ. Thì mình lưu ý là mình cho bé đủ vitamin, nó cũng hạn chế bệnh cho bé. Khi mà bé tổng hợp được chất, bé cũng ít bệnh hơn. Thì đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ chăm bé được tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video.